Xin chào tất cả các con. Cô Anh rất là vui khi hôm nay được gặp lại chúng mình đấy. Các con có biết không? Để phòng chống lại dịch bệnh Covid-19, đã có những thiên thần áo trắng luôn sẵn sàng trong cuộc chiến chống dịch. Các con có biết những thiên thần áo trắng đó là ai không? À, đó chính là các y bác sĩ đấy. Vậy sau này lớn lên, chúng mình có muốn trở thành các bác sĩ không? Hôm nay, cô Oanh có một bài thơ rất hay nói về một bạn nhỏ tập làm bác sĩ và không biết bạn nhỏ đó tập làm bác sĩ như thế nào. Thì bây giờ, chúng mình hãy cùng lắng nghe bài thơ Làm bác sĩ của tác giả Lê Ngân nhé! Bài thơ Làm bác sĩ. Mời mẹ ngồi yên lặng để bác sĩ khám cho. Chắc lại đi đầu nắng, bệnh này là bệnh ho. Thuốc ngọt chứ không đắng, phải uống với nước sôi. Nếu tiêm thì đau lắm, mẹ lại khóc nhè thôi. Mẹ bỗng hỏi bác sĩ, sổ mũi uống thuốc gì? Bác sĩ chứng hiểu ý, uống sữa với bánh mì. Cô vừa đọc bài thơ có tên là gì? Của tác giả nào? Bạn nhỏ trong bài thơ thật là đáng yêu phải không các con? Bạn cứ như là một bác sĩ thực thụ, khuyên mẹ của mình, người đóng vai bệnh nhân, những lời khuyên thật là bổ ích đấy. Và bây giờ, chúng mình hãy cùng đọc lại bài thơ với cô một lần nữa nhé. Bài thơ Làm bác sĩ. Mời mẹ ngồi yên lặng để bác sĩ khám cho. Chắc lại đi đầu nắng, bệnh này là bệnh ho. Thuốc ngọt chứ không đắng, phải uống với nước sôi. Nếu tiêm thì đau lắm, mẹ lại khóc nhè thôi. Mẹ bỗng hỏi bác sĩ, sổ mũi uống thuốc gì? Bác sĩ chừng hiểu ý, uống sữa với bánh mì. Vừa rồi, cô Anh đã đọc xong bài thơ Làm bác sĩ rồi đấy. Bạn nhỏ đã đóng vai bác sĩ và người bác sĩ ấy đã khuyên bệnh nhân của mình như thế nào? Khi đi ra ngoài trời nắng, chúng mình phải nhớ đội nón, che ô và nhớ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để có một sức khỏe thật là khỏe mạnh các con nhé! Để cảm ơn các y bác sĩ đã ngày đêm gồng mình chống dịch, chúng mình hãy cùng gửi đến các y bác sĩ một món quà tinh thần qua bài hát Chào bác sĩ nhé! Chào bác sĩ, xin khám bệnh giùm, sao họng ba đau, cứ ho cả ngày. Lọ siro không đắng tẹo nào, ba uống sẽ mau khỏi thôi. Chào bác sĩ, xin khám bệnh giùm, ba sợ chán thấy sốt cao rồi này. Vậy ba mau uống nước thật nhiều, ba sẽ mau khỏi thôi. Chào bác sĩ, xin khám bệnh giùm, ba bị đau răng, không ăn được gì. Ngậm nước muối, ba súc miệng đều, thì ba sẽ mau khỏi thôi. Ống nghe này, mũ này. Nào ăn thêm một chút rau xanh, bác sĩ sẽ mau khỏi thôi. Thật hả ba? Chúng mình vừa được học bài thơ Làm bác sĩ của tác giả Lê Ngân rồi đấy. Các con đọc thuộc bài thơ và nhờ bố mẹ quay lại gửi cho cô giáo và các bạn cùng xem nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài học lần sau.